Và cuối cùng thì cũng đã tới cái quầy bánh chuối đầu tiên. Đó chính là Vina chuối. Tôi cũng mới biết là chỗ này tên là Vina chuối. Lần đầu tiên thì thì quán bánh chuối chiên này sẽ nằm ở số đó là 286 đường Cô Bắc, quận Nhất. Đây là bánh chuối bí ngô mật ong chiên nhòn. Thì là chuối thì tất nhiên là phải có chuối rồi. Thì ngoài ra trong cái bộ á sẽ có lên là bí ngô, mật ong với lại me. Mà chuối chiên bình thường là chỉ có chuối với lại bột thôi. Nhưng mà thì đặc biệt hơn là có những cái món đó nữa. Nhìn chợ nhìn các bạn có thấy là cái nồi chuối chiên đã lắm. Thôi nó nhiều ăn quá thơm. Bí ngô thì cũng không ngửi rõ được rõ quá tại vì nó nóng quá. Bắt mụn nữa nhưng mà được cái là cái mè đen thì nó rất là ngon và nó đẹp. Ngon ngon quá luôn á. Ngon lắm luôn á. Đi không có phải là người thích ăn chuối hay thích ăn bánh chuối nhưng mà bánh này quá ngon luôn. Ngoài cái vị bột với là cái vị chuối này nó còn cái vị cái hơi ngọt ngọt ngọt, hơi ngọt ngọt nhẹ. Khi nghe cái mùi đó ăn rất là rõ. Chắc cũng nghe được cái mùi đó nhưng mà cũng vẫn thấy nó ngọt nhưng mà không ngửi được mùi thôi. Và thêm cái bắp nữa, một phần là cái bắp nữa sẽ làm bùi 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 cái bánh. Trời ngon lắm luôn á. Mè đen thì nó chưa mới nhìn vô đi thì nó sẽ làm đẹp cho cái bánh thơm nữa, thơm nữa cái mè thì chưa nói gì thì nó sẽ làm thơm, làm đẹp cho cái bánh thêm á. Mà đẹp không thì chưa đủ thì nó còn tăng cái vị thơm của cái bánh nữa. Và một cái bánh như vậy thì có mức giá cũng không có mắc, mức giá là khoảng 8.000 thôi. Rất là ngon. Từ nãy giờ bọn mình để ý quan sát là có rất nhiều xe hơi đến đây mua bánh chuối các bạn ạ. Đưa xe hơi mua bánh chuối chiên, mua chuối chiên mà thực sự thì ngon thì người ta chiên nóng á, ăn liền chiên nóng rất là ngon. Với lại kiểu như là người ta chiên một lần xong á, xong rồi lại nhúng vào dầu, nhúng vào bột, xong rồi lại chiên tiếp. Mà ngon mà có món này kiểu xe lạnh ăn là đã lắm luôn á. Thật ra cũng chẳng có xe lạnh, lúc nào ăn cũng được, ăn vui cũng được, mà ăn buồn cũng được. Thực sự nó là một cái sự tiến hóa của cái món bánh chuối thông bánh thường. Bánh chuối bình thường. Chị hỏi các cô á, thì mọi người cho là đánh cũng lâu rồi ha. Và vừa mới rời qua địa chỉ mới thì cũng ở một thời gian cũng khá khá rồi. Thế là chị nghĩ là xung quanh đây có nhiều người cũng biết. Thì quán này sẽ bán từ sáng nha mọi người, tới chiều luôn. Nhưng mà những buổi đông quá thì tới trễ quá thì hết bánh vậy thôi. Đúng rồi, lúc nãy chị thấy còn giao hàng tận nơi nữa. Đó, thì có số điện thoại đó thì các bạn cứ gọi. Tới món tiếp theo. Và đây là món bánh chuối thứ hai mà tụi mình mua. Thì tụi mình không biết có nên gọi đây là bánh chuối chửi hay không. Trời ơi, thiệt sự lắm. Tụi hơi bị hết hồn á, tại kiểu mới vô không biết là bà chủ quán bà chửi ai. Mà bà Tao đi, nhanh lên. Rất là sợ. Đây là bánh chuối nướng Võ Văn Tần huyền thoại. Nằm ở số mấy thì cũng không nhớ, editor thêm dựng cái dòng ở dưới nè. Đặc biệt, bánh chuối nướng ở đây sẽ không ăn với nước cốt dừa bình thường mà sẽ ăn với sữa đậu nành. Ghê chưa? Sữa đậu nành chấm. Đó, nó chờ đây chứ sự là nước cốt dừa, không biết cho chi dữ vậy trời. Cho ăn dư quá thì ăn chào máu, ăn ngập họng luôn á. Đây cầm cho, làm đi. Các bạn đi tour đúng cực luôn. Các bạn có thể thấy là tụi mình quay mà tụi mình đứng ở giữa đường, giữa xá không biết chỗ này chỗ nào luôn. Nằm vạ ăn vạ ăn vật. Coi như là đang quay nhiều khi có người tới hốt là phải xách đồ lên mà chạy. Đông về lờ luôn. Bánh chuối này cũng sẽ rất là giòn tại vì nó nướng liên tục. Cái này gọi chuối nếp nướng chứ nhỉ. Món này là ở miền Tây. Chưa ăn bao giờ. Chưa ăn luôn. Chưa. Nhà quê. Chuối này rất là khác với chuối nãy. Chuối này như chuối luộc rồi. Anh chè. Như chuối chè. Cái này một loại chè mà. Nó là về một loại chè. Người miền Tây người ta khoái kiểu mấy món mà chuối rồi nước dừa lắm. Thật là thế đấy, mấy món chè ấy, món nào cũng có nó dừa ấy. Được một cái là nếp dẻo nè, thơm, không bị khô, không bị cứng, không bị lại gạo. Và chuối cũng rất là mềm, không bị cứng, không bị sượng, không bị sống. Đường cái là ở đây cho nước cốt dừa rất là nhiều á. Chứ ở đây nổi bật nhất là cái nước cốt dừa được cái nóng nha. Nóng và rất là béo nhưng mà nó không bị mặn quá hay ngọt quá, đúng không? Cái vị nó rất là thanh. Đây cô nghĩ một phần nữa là nó rẻ, nó vừa miệng. Bao nhiêu một cái? 15.000. 15.000 một cái, một bánh. Mua về 15. Ngồi ăn tại quán 14. Mà quán cũng đâu có chỗ ngồi. Thì ngồi đậu xe xung quanh đó là đứng ăn. Ok fine. Nhưng mà chỗ này có người nghĩ là một phần là nó đông là do nó cũng lâu lắm rồi. Chắc cũng lâu rồi. Nhìn cũng nhiều người bán mà chắc là đông. Trời ơi, thì mày thấy đường Võ Văn Tần quận 3 cái tuyến lúc đường nào này. Cũng nhiều người. Tuyến đường này rất là đắt. Nhưng mà cái quán nó là cũ lắm rồi, là nhìn là biết là quán này lâu rồi. Ok, nói chung là món này cũng nên thử. Cũng ngon, cũng rẻ. Cái danh thì bọn mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ bọn mình. Với lại là mình cũng mong là mọi người sẽ like video và cũng như subscribe cho kênh Hôm Nay Gì cũng như channel thật là nhiều. Và ngày hôm nay thì Cuội đang bị té xe, vừa bị tai nạn té xe bầm dập luôn. Chân đang rất là đau. Còn Chi đang đau bụng, cho nên là
Tụi mình rất là cực khi mà phải quay những clip mà phải chạy như thế này, nhưng mà vẫn phải cố gắng hết sức để mang tới những video hay cho mọi người. Bánh chứa Thái Lan hay còn gọi là Ba chú thà. Đó, mình nói vậy thôi chứ không biết là đúng hay sai nữa. Thì cái này mình thấy trên mạng cũng lâu rồi. Chi thì chưa biết đến quán này bao giờ nhưng mà thật sự là nhìn rất là ấn tượng. Chuyên nghiệp. Quang. Thì ở đây thì nổi nhất vẫn là bánh chuối đúng không? Thì cái của Chi là chuối, có bánh chuối siêu phẩm gồm có phô mai, trứng và chuối. Thì cuội thì là bánh cái vỏ không thôi và rắc bột cacao lên. Cái này kiểu là bánh không nhân như là snack ăn nó giòn hơn. Rưới sữa ông thọ và sô cô la lên. Cái đó không phải là sữa ông thọ, cái đó là sữa đặc. Của một hãng khác chứ không phải là của ông thọ. Ngon mày. Ngon lắm luôn đó. Hương cái bột ngon quá. Bột rất là mỏng. Mỏng dánh luôn á hả? Mỏng như là các bạn tưởng tượng như là cái găng tay y tế nó mỏng vậy luôn á. Tức là nó mỏng lắm, kiểu như bạn ngậm vô cái là nó tan ra liền. Đúng rồi. Nó có bị cưới hết rồi. Nó là bùi bột mì. Hơi ngọt nhẹ. Nó có mùi sô cô la luôn. Hơi sô cô la thơm thơm nhẹ. Nó có rất là nhiều vị trong cùng một cái miếng bánh như này. Thế này nè. Nó có cái mùi béo béo kiểu trứng chiên. Rồi gai gai ngày ngày phô mai. Và cái vị ngọt của chuối nữa. Mấy cái nó trộn lẫn với nhau. Sô cô la cũng rất là thơm. Ở đây đặc biệt là còn được giảm giá 30% vào thứ năm hàng tuần. Cái bánh của Chi là chỉ có cacao với lại sữa thôi và không có nhân thì sẽ có giá là 15.000. Còn của tụi là siêu phẩm. Có chuối, có trứng, có phô mai đầy đủ hết. Là 28.000. Ê, mình ăn được một cái mắc nhất và một cái rẻ nhất luôn á. Wow, chị đã không thích ăn chuối. Cởi chi, tất cả rồi chi. Cái món này cũng ngon. Thì chứ nói gì đâu. Nói chung là nếu như các bạn muốn thử một cái món rất là đặc sắc ở đất nước Thái Lan thì hãy đến với Ba Chú Thà. Nếu bạn không có tiền thì hãy đến với Lô Sư Vạn Hạnh, Lô Hát Sư Vạn Hạnh để thưởng thức món bánh này. Trời đây nhiều lô lắm, kiếm mệt muốn chết. Và quán này sẽ mở cửa từ lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều nhé. Rồi xong. Và xin giới thiệu vào ngày hôm nay Quỳnh Chi của chúng ta xem một thử thách rất là đáng sợ trong hôm nay gì ngày hôm nay, đó chính là thử thách làm bánh chuối. Rồi qua. Hồi nhỏ con này nó nặng đất sét dở lắm. Nó nặng hình con voi má nó không nhận ra mà bữa nay nó làm cái này là chết chắc rồi. Chị đang có ý nguyện là mai mốt con nghỉ làm ở trên hồi chị sẽ mở quán bánh chuối và bán các bạn à. Con nhắm khá là khó đấy. Con nhắm làm được thôi này, cho anh làm. Nhưng mà xin lỗi các bạn, thì Chi đã làm lộn qua bánh tráng bánh tráng dừa bánh tre rồi. Và chương trình của chúng ta cô nghĩ là cũng sắp kết thúc tại đây rồi đó. Nhanh đó, nó lòi ra ngoài rồi. Rồi thôi bỏ đi Chi. Và sau khi một hồi học làm bánh chuối Thái Lan và Chi đã làm lộn qua bánh tráng dừa bánh tre. Mang tới con gái nhưng mà lại không kéo tay bằng các anh ở đây. Rồi chương trình truyền hình của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo xem. Rồi bye. Đi.